Chuyện thứ năm, cư sĩ Nguyễn Văn Hai, 94 tuổi được giảng sanh. Thân thế, ông Nguyễn Văn Hai, tục gọi là ông Hai Núi Cấm, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, quê ở ấp Bình Hòa 1, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Hai có một vợ, 6 con đều là gái cả. Ông có tánh điềm đạm, hay giúp người và rất chân thật. Năm 62 tuổi, bà Hai qua đời, ông Hai thường đọc giáo lý của Đức Thầy, nhận thấy đời là giả tạm, kiếp sống vốn vô thường, có sanh thì có diệt. Khi tử thần đến thì phải gánh lấy mọi khổ đau và tiếp nối tử sanh theo bánh xe luân hồi không định hướng. Nên ông quyết định xuất gia vào non Thiên Cấm Sơn để lo bề tu thân hành thiện. Suốt thời gian sống ở núi Cấm, ông chuyên tu tịnh độ, lấy câu niệm Phật làm thú tiêu dao. Khi tọa niệm an nhàn, lúc ngâm nga giáo lý, nếu có ai đi viếng non không biết đường, ông phát tâm dẫn hộ. Ông Hai có đức tánh rất tốt, là không hề tìm nói lỗi của người khác, mà lúc nào cũng xét sửa lỗi mình, nên được nhiều người kính mến. Ngày qua ngày mau chóng, ông Hai đã 91 tuổi đời. Bởi tuổi già sức yếu nên thường sinh bệnh. Các con khuyên ông trở về Cái Dầu để tiện bề cho con nuôi dưỡng. Khi tuổi già, ông cũng tự thấy mình nói năng, đi đứng khó khăn, nên đồng ý về Bình Long sống với con gái thứ hai, vì cô này cũng trường trai niệm Phật. Phát bệnh và giảng sanh. Năm 94 tuổi, ông thấy trong người yếu dần, có lẽ biết mình sắp bỏ xác. Nên một hôm, cô Ba Liễu đến thăm. Có mặt các con, ông Hai nghiêm nghị nói: "Cháu Liễu à, hôm nay sẵn có mặt mấy con đây, ông Hai hỏi con nè, con có thương ông Hai không?" Cô Ba trả lời: "Dạ thương." "Ờ, nếu thương thì y lời dạy của ông. Bây giờ ông còn bình tĩnh sáng suốt, lời nói của ông là chánh ngữ. Các con cháu biết ý nguyện của ông, sống thì giữ giới tu hành, chết thì vãng sanh cực lạc, chứ không có con đường nào khác cả. Nếu khi nào ông có lỡ bệnh nhiều, ai xúi cho ăn đồ mặn, cũng đừng nghe họ nghe con. Nếu lúc lỡ mê không biết mà con cháu đổ đồ mặn, khi biết được ông cũng tự tử mà chết. Còn nếu do nghiệp quá nặng nề, ông đòi ăn bậy bạ, thì các con cháu cứ chôn sống ông đi, chứ đừng có nghe theo, vì đó là ma nói chứ không phải ông nói đâu. Lời nói đó là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ nghe con." Ông sợ các con ông vì quá thương cha trong tình thương mê muội rồi uổng công tu tập, tội nghiệp cho ông lắm, mà con nó phải chịu khổ sau này nữa. Đến ngày 14 tháng 6, ông Hai kêu con cháu hội lại, dặn dò hậu sự, khuyên nhắc tu hành. Đến 3 giờ khuya, ông kêu cô Hai dâng hương điều các ngôi thờ và đưa cho ông 3 cây nhang, 1 cái đèn cầy. Còn các con thì mỗi người 1 cây hương và đồng thinh niệm Phật. Ông Hai niệm lớn: "Nam mô A Di Đà Phật." Mỗi niệm ông xá 1 xá, niệm 3 lần xá 3 xá rồi tắt thở. Lúc đó các nhà lân cận cũng thức làm bánh trái để đi chợ bán. Họ thấy ánh sáng lạ, không biết điềm gì, đồng kêu nhau ra coi. Thấy ánh sáng từ hướng Tây bay đến tại nhà ông Hai. Họ chạy vô nhà thì thấy ông Hai vừa tắt thở. Những người hàng xóm đều vào lễ lại ông Hai. Bây giờ cô Hai, người con lớn của ông, cản lại nói: "Xin bà con lại Phật, chứ cha tôi xác phàm, đừng có lại, sợ tổn đức cha tôi tội nghiệp." Họ trả lời: "Không đâu, ông Hai đã đắc đạo rồi, xin cô để cho tôi lại để gieo duyên với ông." Cô Hai hỏi: "Sao biết cha tôi đắc đạo?" Họ đáp: "Còn gì nữa mà không đắc đạo, khi ông Hai mất hào quang sáng cả vùng, chúng tôi thấy vậy, không biết điềm gì, rủ nhau lại đây thì mới biết là ông Hai mất đó." Thuật theo lời cô Trịnh Thị Liễu. Lời bình: theo kinh Tịnh Độ thì cõi cực lạc có 9 phẩm sen vàng để dành cho 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung và 3 phẩm hạ. Tuy nhiên, sự dụng công và duyên nghiệp không đồng, nên mỗi hành giả giảng sanh đều có triệu ứng khác nhau. Trường hợp chánh niệm giảng sanh thì ở thời này con người phần đông thì nghiệp nặng tình dày,
mà được giảng sanh như ông Hai thì thật là ít có. Qua đời hành đạo của ông Hai, ta thấy ông có nhiều đặc điểm khả kính. Một là ông thường xét sửa lỗi mình. Hai là chuyên tu tịnh độ. Ông thường đọc câu sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ: dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Chuyện thứ 6, cư sĩ Trần Thị Thế, 57 tuổi được giảng sanh. Bà Trần Thị Thế quê ở Mỹ An Hưng, Sa Đéc, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Năm 1945, vì chiến cuộc nên gia đình bà di cư về ở chợ Hòa Hảo. Bà Thế có tánh điềm đạm, ít nói, chân thật, không hề chê bai lỗi người khác, luôn hài hòa với mọi người, để đúng hạnh tu nhân. Nhất là bà có hiếu với mẹ chồng, dù khó khăn đến đâu bà cũng không hề hở môi than trách. Có lần bà bị mẹ chồng đánh bầm mặt nhưng vẫn dịu ngọt tươi cười. Có ai hỏi sao mặt bà như thế thì bà bảo là bị té. Bà luôn luôn kính trọng người trên, hài hòa kẻ dưới nên được nhiều người thương mến. Bà chỉ chuyên lo niệm Phật theo tứ oai nghi, lúc nào cũng nhớ câu lục tự và bình đẳng hai thời theo hạng cư sĩ tại gia. Phát bệnh và giảng sanh. Bà bị bệnh phổi trầm trọng, đến ngày 16 tháng 8 năm 1977, bà từ giã con cháu và bạn bè thân quen cho biết 3 hôm nữa bà bỏ xác. Người bạn lối xóm là bà Huỳnh Chánh Đại hỏi: sao chị còn mạnh mà biết 3 ngày nữa chết? Bà nói: tôi được Phật báo mộng cho biết. Bà Đại nói: chị tu cách gì mà hay quá vậy, dạy tôi tu với. Bà nói: tôi dốt nát, có biết chữ nghĩa gì đâu, chỉ làm theo lời của Đức Thầy dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Tôi nhớ câu này mà niệm Phật hoài và cầu về cực lạc cho hết khổ đó cô à. Bà Đại nói: nghe chị nói tôi ham quá, tôi cũng phát tâm ăn chay và niệm Phật như chị nữa. Quả đúng như lời bà Thế đã nói, 3 hôm sau, ngày 19 tháng 8, bà bình tĩnh mà ra đi. Thuật theo lời con dâu thứ 3 là cô Trần Thị Ân. Lời bình: bà Thế tuy già nua quê dốt, nhưng nhờ có đức tánh tốt đẹp, hiền hòa, hiếu để, rất đúng hạnh tu nhân. Mà hành đúng hạnh tu nhân là đã tiến xa trên đường tu Phật. Bà đã hành môn tịnh độ, trì danh hiệu Phật trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi với chí nguyện giảng sanh. Thế nên khi lâm chung, bà đã được biết trước ngày giờ như thế. Xưa nay thiền tịnh độ đã cứu rỗi biết bao vạn khách trần. Chẳng những bà Thế đã được giảng sanh, mà chúng ta nếu cố gắng gìn tròn đạo hạnh thì lo gì ao thất bảo ở lạc bang không có ta an ngự. Chuyện thứ 7, cư sĩ Trần Thị Mỹ Linh, 18 tuổi, giảng sanh. Cô Trần Thị Mỹ Linh quê ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, con của ông Trần Văn Biên và bà Nguyễn Thị Tuyết. Em Linh cũng là cháu cố của bà Lê Thị Chỏi. Cô Mỹ Linh có một đức tính lương hiền, giữ bình đẳng hai thời công phu niệm Phật. Hạnh tu nhân của cô được nhiều người thương mến. Cha cô là ông Trần Văn Biên thường làm công tác xã hội với các tín hữu. Phát bệnh và giảng sanh. Năm 1995, cô bị bệnh khá nặng, được đưa đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa An Giang. Bác sĩ bảo là thận có mỡ. Tuy thân xác có bệnh nhưng cô luôn luôn lớn tiếng niệm Phật không ngớt. Bác sĩ dùng bình dưỡng khí để tiếp hơi, cô không chịu và xin mẹ đưa cô về nhà và nói với mẹ là không nên làm thế. Vì có ai cải được định luật vô thường, mẹ cô cầu an
thì cô xin mẹ cầu chết, đừng cầu sống. Trước khi mất, cô nói: "Mẹ tha lỗi cho con, nếu từ trước đến giờ con có điều gì lầm lỗi." Rồi cô chuyên tâm lớn tiếng niệm Phật, khiến những người có mặt đều trầm trồ khen ngợi. Quý quá, cô còn nhỏ mà có căn lành như vậy, có người lại nói lạ quá. Sao cô này bình tĩnh lạ thường chưa từng thấy, ai gần chết mà không rên la mê sản, lại niệm Phật lanh lảnh như thế này. Cô niệm Phật liên tục, đến khi sắp tắt thở, vẻ mặt vẫn vui tươi mà ra đi. Thuộc theo lời ông Trần Văn Biên, cha cô Mỹ Linh. Lời bình: môn tịnh độ là pháp môn dễ hành, nếu là hạng đại căn thì sẽ được chứng đắc hiện tiền, nếu là bậc trung, bậc hạ thì cũng được giảng sanh, tức là được giải thoát sanh tử chỉ một kiếp mà thôi. Vì đây là pháp môn rốt ráo do lòng từ bi của Phật A Di Đà phát thệ độ chúng sanh. Thế nên Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy rằng: môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Và câu: ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Chuyện thứ 8. Ông Lê Văn Phú, tự Tho, 61 tuổi được giảng sanh. Ông Lê Văn Phú sanh trưởng tại huyện Châu Thành, đất Cao Miên. Thân sinh là ông Phan Văn Thơm, mẹ Lê Thị Kim. Ông Lê Văn Phú vốn là dòng dõi họ Phan. Nội tổ ông là nhà cách mạng Phan Văn Tùng, người Nho Văn ở Bến Tre, có thành tích chống thực dân Pháp. Sau cuộc khởi nghĩa bị thất bại, ông lại lưu vong lên đất Cao Miên. Ông Lê Văn Phú cũng là con nhà truyền thống của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Vì tổ mẫu của ông là tín đồ của Đức Phật Thầy Tây An, nên ông được sự hấp thụ của bà. Đến khi ông 16 tuổi thì bà qua đời biết trước ngày giờ. Trường hợp vào đạo năm 1939, sau ngày khai đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nhân duyên đầu tiên, ông Lê Văn Phú được người bạn là ông Ba Tòng giới thiệu quyển Giác Mê Tâm Kệ. Sau khi xem xong, ông phát tâm ái mộ và nói quả quyết với Ba Tòng rằng đây mới đúng là vị Phật ra đời cứu thế. Ông tự thượng trang thờ Phật và phát nguyện tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Khi còn ở đất Cao Miên, chưa gặp Đức Huỳnh Giáo Chủ, thời gian này ông thường quan hệ với ông Hương Hào Nhu, người tín đồ lớn tuổi ở Cồn Phú Xuân. Thể theo ý kiến của ông Nhu, ông Lê Văn Phú thường lên xuống ở đất Việt, xã Phú An, để học thuộc lòng sấm giảng thi văn của Đức Thầy. Khi trở về đất Miên có dịp, ông đọc cho bà con ở đây nghe và chép lại. Ông thuyết trình giáo lý và giải đáp nghi vấn làm thỏa mãn thính chúng và đồng đạo. Song song với nhiệm vụ phổ thông giáo lý tỉnh Châu Đốc, ông còn làm chức cố vấn hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Dưới tư cách Trung ương, ông nhiều lần đi truyền bá ở miền Trung và có biên soạn đặt chủ bút đặt sang Liên Hoa, tỉnh Châu Đốc. Năm 1975, ông mới dừng việc giáo sự cũng như các trị sự viên khác. Lúc nào ông cũng chuyên tâm niệm Phật và luôn luôn thể hiện tâm từ với hoài bão độ sanh. Thời gian phát bệnh và giảng sanh: tháng 5 năm 1979, bệnh của ông trầm trọng, đồng đạo tới lui tấp nập. Cách 10 hôm trước khi bỏ xác, có lần ông nắm tay đồng đạo Lê Minh Châu mà nói: "Trải qua suốt thời gian truyền đạo, tôi rất hy vọng ở đệ có thể tiếp nối lửa hương cho Phật Pháp trong tương lai. Vậy bây giờ tôi hỏi đệ một câu, nhờ đệ trả lời. Đệ có biết đời con người có mấy lần không chăng?" Úc Châu trả lời: "Thưa chú hai, theo đệ thiết nghĩ thì đời người có hai lần không." Ông cười bảo giải nghĩa. Úc Châu đáp: "Thưa chú hai, cái không thứ nhất khi mới sanh, tuy thấy là có sanh, nhưng xét về lý hư vô thì hoàn toàn không có một vật nào thật thể. Nó chỉ do nhân duyên hòa hợp rồi vào thai cho đến ngày sanh nở, chớ kỳ thật nó không chỗ đến. Thế nên
khi chết thì trả lại cho tứ đại giả hộp để trở về cái không của lúc ra đi. Vậy đời con người có hai lần không, tức là cái không của lúc sanh và cái không của lúc tử. Ông Tho gật đầu nói: để hiểu được như vậy thì khi trao trách nhiệm lại tôi mới yên lòng. Mặc dù bệnh ông trầm trọng, nhưng ông vẫn bình tĩnh sáng suốt mà thuyết pháp cho đồng đạo nghe, không dấp lộn một từ ngữ nào. Lời lẽ sau cùng của ông là khuyên anh em có nhiệm vụ truyền bá giáo lý nên cố gắng giữ gìn và truyền bá giáo lý tổ thầy, và khuyên chung đồng đạo nên cố gắng giữ giới răn của đức thầy đã dạy, chí tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông nói pháp môn tịnh độ là vua của các pháp, Đức Phật A Di Đà là chúa của thiền, nên ta niệm hồng danh của Đức Phật là ta đã tu thiền rốt ráo vậy. Những đặc điểm cuối cùng là ngày mùng 5 tháng 5, ông Phú nằm im như ngủ. Bỗng ông mở mắt ra nhìn chung quanh như dò kiếm ai rồi hỏi: nãy giờ có thấy ai không? Cô Khuê, con gái lớn của ông, trả lời: dạ thưa ba, không có thấy ai. Ủa, không thấy ai lạ sao? Tư Tính, con của ông, trả lời: dạ thưa, không có ai lạ hết ba à. Ông dòm kiếm chung quanh một lần nữa. Lúc đó đồng đạo và gia đình đứng chung quanh khá đông. Ông nói: đức thầy mới đến bồng tôi lên, quay cái đầu tôi lại, sao bây giờ lại không thấy đức thầy? Mọi người có mặt đều bàn tán là đức thầy đến độ ông được vãng sanh. Vì thấy sức khỏe của ông mỗi lúc yếu dần, nên cô tu sĩ Võ Thị Đồng hỏi: thưa huynh hai, giờ đây sẵn có mặt chị hai và các cháu, huynh có cần dạy bảo lời nào nữa không? Ông nói: không, tôi không còn lời nào để nói thêm với con tôi, vì tôi xem chúng nó như các tu sĩ. Tôi không chỉ dạy riêng cho một cá nhân nào hết. Nếu con cháu có thương nghĩ đến tôi thì hãy làm theo gương hạnh của tôi. Có điều là vợ con nên nhớ, khi tôi mãn phần rồi, tất cả đồ đạc của tôi không được đem theo. Xác của tôi chỉ để trên một tấm gián đem đến quyệt an táng, không nên đắp nắm, chỉ khỏa bằng cho người trồng tỉa. Nếu vợ con cãi lời, tôi sẽ không gia hộ cho vợ con đâu. Câu này ông lặp lại hai lần. Qua ngày 12 tháng 5, bà Hai Thừa ở xã Châu Phong đến thăm. Bà lại hỏi: thưa huynh hai, từ trước đến nay anh đã dạy công quảng truyền chánh pháp của tổ thầy và thường khuyến tấn đồng đạo hành trì tịnh độ. Hôm nay anh bệnh nặng, chắc phải bỏ xác. Anh có biết được ngày giờ giáng sanh của mình không? Nếu biết được, nên nói cho đồng đạo biết để đặt vững niềm tin trên đường tu tịnh độ. Ông hỏi: hôm nay là ngày mấy rồi chị? Cô Hai đáp: bữa nay là ngày 12 tháng 5 rồi. Lúc bấy giờ, ông đếm đủ ba ngón tay, nắm lại hai ngón, đưa ra ba ngón. Bà Hai nói: thưa huynh, như vậy là ba ngày nữa huynh đi phải không? Ông gật đầu nói: tôi định ngày lễ đức thầy sẽ đi mà không được, nên phải đi trước ngày lễ là ngày rằm tháng 5 chị à. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chiều hôm ấy, ông nhờ đồng đạo thỉnh chân dung đức thầy đối diện, rồi đỡ ông ngồi dậy hướng về chân dung đức thầy và ngôi Tam Bảo để phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Vào lúc 2 giờ sáng ngày rằm tháng 5, ông tự sửa tay chân rồi từ từ dứt thở. Qua sự hộ niệm của đồng đạo ngót 2 tiếng đồng hồ thì tu sĩ Nguyễn Văn Bửu khám nghiệm thi hài, tất cả đều lạnh, chỉ còn nóng ở đỉnh đầu mà thôi. Thuật theo lời ông Lê Minh Châu. Chuyện thứ 9, ông Nguyễn Hồ Nhẫn, 72 tuổi, được giảng sanh. Ông Nhẫn sanh quán tại quận Bình Khê, xã Bình Tường, quê ông Cử Đa. Ông chính là cựu hội trưởng quận Bình Khê, một tín đồ Phật giáo, sống nghề ruộng rẫy, có một vợ và hai con. Vào năm 1971, Ban Phổ thông Giáo lý tỉnh Châu Đốc có cuộc công du miền Trung nhằm mục đích phổ truyền chánh pháp. Sau khi được nghe thuyết giảng đạo màu, ông nhận ra đời là giả tạm khổ đau, kiếp sống con người vốn vô thường không chi bền chắc. Chỉ có cõi cực lạc mới vĩnh viễn an vui và mới chính là con đường chân hạnh phúc. Thế nên ông phát nguyện quy y. Từ đó ông Nhẫn chuyên lo niệm Phật và nỗ lực công tác hành thiện theo đường lối học Phật tu nhân của tổ thầy đã chỉ dạy. Ông Hồ Nhẫn cùng ông Nguyễn đã đậu và các tín hữu địa phương có lo xây cất một ngôi chùa tại xã nhà,
có lo xe quân chim bái chuột tại xã Nhân Đạo xa gần, có lo xe quân chim về đây mà tuyên dương chánh pháp gần. Kể ra về đây ông là người có dư công chánh nhất ở cả chùa này. Cất chùa xong, ông phát tâm xuất gia vào trụ trì nơi đây để phát tâm tu niệm vào năm 1972. Thời gian 72 đến năm 1975, sau khi giải phóng 3 tháng, ông nhận dốc hết tâm lực, nhất tâm hành trì tịnh độ hơn lúc nào cả. Ông vẫn chỉ cầu được tiếp độ vãng sanh bởi quá chi chán cái vô thường của vạn vật. Đến ngày rằm tháng 3 năm 1975, ông chỉ bệnh sơ sài, rồi đến trước chánh điện ngồi tĩnh tọa hướng về Đại Hùng Bảo Điện mà vãng sanh. Lúc đó, hào quang chiếu sáng cả chùa, mọi người chung quanh đều trông thấy ông thọ được 72 tuổi. Lời bình. Sách có câu: già nua là tuổi điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người suy. Thế thường thì đều là như vậy cả. Thế mà ông Nhẫn là một lão niên tuổi ngoại thất tuần mới phát nguyện quy y và nhập tự. Với trạc tuổi này, nếu ở đời thì đã phế diệt vô quan bởi tinh thần suy yếu, khí lực hầu tàn. Nhưng ông Nhẫn đã dung trồng nhiều phước đức thiện duyên nên sinh sống ở Trung Phần, là nơi ít được nghe đạo lý. Thế mà lại gặp được chánh pháp của Đức Thầy, bởi Ngài vạch rõ con đường thẳng tắc, dễ đi, đó là pháp môn tịnh độ. Cổ nhân cũng đã dạy: Di Đà sáu chữ niệm luôn, móng tay không động, Tây phương cũng về